Hello hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Bang Bang Gaming. Thì nếu như anh em nào mà mới biết kênh hoặc là chưa đăng ký thì mọi người có thể ủng hộ Bang Bang Gaming nhé bằng một nút like này, một nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để nhận những video sớm nhất từ channel của Bang Bang. Thì trong những video trước mình đã chia sẻ với mọi người cách để chúng ta có thể đăng ký cái tài khoản của game Titan Hunter này, cũng như là cách liên kết ví. Nhưng mà thì một số anh em cũng thắc mắc và cũng chưa biết được cái cách mà chúng ta có thể làm ở trên cái thiết bị di động, mà là trước mình chỉ hướng dẫn trên máy tính thôi, đúng không ạ? Thì hôm nay mình sẽ có thể hướng dẫn chi tiết mọi người trên thiết bị di động luôn để mọi người có thể là hình dung và làm cho dễ. Ok, ta bắt đầu nhé. Thì chúng ta có thể sử dụng ví MetaMask này hoặc là ví Coin98 Wallet. Thì đây mình sẽ demo cho mọi người là cái ví Coin98 Wallet nhé. Ok, thì đầu tiên là mọi người hãy tải cái ví Coin98 Wallet về này và đăng nhập vào cái ví Coin98 Wallet. Thì ở đây chúng ta sẽ qua cái phần ví này. Đó, phần ví ví điện tử này. Thì trong ví điện tử này thì chúng ta nếu mà chưa có ví thì chúng ta có thể tạo này, hoặc là nếu có ví thì chúng ta sẽ import, tức là sẽ đăng nhập cái ví vào phần quản lý này. Chúng ta vào phần thêm ví này, thì nếu mà chúng ta có ví sẵn thì chúng ta có thể import vào được, có thể sử dụng cái multi-chain này nhá. Multi-chain này thì nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều chain khác nhau: Ethereum này, Binance Smart Chain này, Polygon này, Avax này, Hego Chain này, OKEx Chain này, Gate Chain này, rất là nhiều chain đúng không ạ? Thì chúng ta nên sử dụng cái multi-chain. Ok, sau khi mà đã có ví rồi đúng không ạ, thì chúng ta sẽ sang cái chỗ mà có cái quả địa cầu ngay cái ví điện tử ấy, là cái browser, tức là cái trình duyệt, thì chúng ta sẽ vào đó đúng không ạ. Thì đây chúng ta sẽ tìm kiếm cái trang web là Titan Hunter, thì chúng ta sẽ đi đăng ký và liên kết ví nhé, hoặc là đăng nhập. Thì đây thì nó tương tự như các ví khác như là MetaMask chẳng hạn, thì chúng ta cũng vào cái browser trình duyệt của MetaMask trong cái ứng dụng MetaMask luôn nhé, chứ không phải là trình duyệt bên ngoài. Thì chúng ta cũng tìm cái trang web tương tự như vậy. Đây là mình demo cho ví Coin98 đúng không ạ? Chúng ta sẽ search Titan Hunter này. Đó, chúng ta sẽ tìm kiếm trên web. Ok, sau khi xong thì chúng ta sẽ thấy được là đó, trang web đầu tiên đúng không ạ? Ấn vào cái Titan Hunter này để load được vào cái trang web đó. Ok, sau khi vào được trang web Titan Hunter thì chúng ta sẽ ấn vào phần Go to App này. Ok, sau khi vào phần Go to App rồi, đây chính là cái trang để chúng ta có thể đăng ký, đăng nhập. Thì những video trước mình đã chia sẻ mọi người 4 bước này. Đầu tiên đăng ký này, bước thứ hai là kết nối ví, bước thứ ba là có thể là summon, tức là chúng ta mở bóc, và bước thứ ba là chúng ta bắt đầu kiếm, bắt đầu earning thôi. Thì đây bước đầu tiên là chúng ta sẽ đăng ký nhé. Nếu bạn nào chưa đăng ký này thì chúng ta ấn vào cái phần gạch ba gạch ở trên góc phải này. Đó, chúng ta sẽ vào phần login này. Đó, đây nếu mà có tài khoản chúng ta login luôn. Không thì chúng ta sẽ ấn vào phần cái chữ register này. Đó, ở đây chúng ta sẽ nhập email của chúng ta này, nhập password này và confirm password. Thì password chúng ta cứ để có đủ 4 ký tự cho nó an toàn nhé, 4 ký tự khác nhau là chữ cái viết hoa này, viết thường, ký tự đặc biệt và chữ số. Sau khi mà đăng ký xong thì chúng ta sẽ nhận được một cái mã code, mã OTP gửi về địa chỉ email của chúng ta. Chúng ta vào email và chúng ta sẽ gõ cái code đấy vào, cái OTP đấy vào, và chúng ta sẽ đăng ký thành công thôi. Sau khi đăng ký thành công xong thì chúng ta sẽ ấn vào phần đăng nhập này hoặc login now này. Đó, thì chúng ta sẽ login nhá, sẽ đăng nhập này. Ví dụ tài khoản của mình chẳng hạn. Mình sẽ nhập cái tài khoản Gmail của mình và mình sẽ đăng nhập. Ok, in này. Ok, đó. Thì sau khi mà đăng nhập xong thì chúng ta sẽ kích vào cái dấu ba gạch bên trên tiếp theo để chúng ta liên kết ví đúng không ạ. Thì đây chúng ta sẽ connect wallet này, ấn vào chữ connect wallet này. Đó, chúng ta sẽ sử dụng ví Coin98 đúng không ạ. Mình đang sử dụng Coin98, ấn Coin98 này. Ok, thì tương tự ở bên dưới đó đúng không ạ. Dưới này chúng ta sẽ thấy ở bên dưới cùng là đây, chúng ta sẽ ấn vào ở bên góc phải bên dưới đúng không ạ. Thì chúng ta sẽ chọn là chọn mạng Binance Smart Chain. Chúng ta sẽ chọn địa chỉ ví chúng ta import vào đúng không ạ. Đây, ví dụ mình sử dụng ví này với cái tài khoản kia chẳng hạn. Thì một ví chúng ta chỉ liên kết tới một địa chỉ email. Đó, sau khi mình đăng nhập xong thì chúng ta sẽ thấy là có địa chỉ ví này, có địa chỉ email, là chúng ta đăng nhập thành công rồi. Thì chúng ta thao tác tương tự thôi. Đó đúng không ạ. Đây, chúng ta sẽ vào phần in game chẳng hạn. Chúng ta thấy được là số lượng Titan đã kiếm được này, level này, số vàng này, số NFT này, bot grade này, các vật phẩm của chúng ta đang sử dụng NFT này. Đó, có rất nhiều các thông số đúng không ạ.
thì chúng ta tương tự như vậy thôi. Thì chúng ta có thể là sau này kiếm được tiền thì chúng kiếm được Titan thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng tính năng là rút trên điện thoại được, claim trên điện thoại được nhá. Nhưng mà chúng ta phải canh thì có thể rút được. Ok, vậy là trong video này mình đã hướng dẫn mọi người cách sử dụng rất là nhanh cái ví coin 98 wallet để chúng ta có thể là đăng ký cái tài khoản Game Titan Hunter này, cũng như là liên kết ví cái mạng Binance Smart Chain trên ví coin 98 để chúng ta hoàn toàn có thể là mua bắp, đập hộp hoặc là outwit các cái vật phẩm được. Ok, thì rất mong là anh em hãy ủng hộ Bang Bang Gaming nhé bằng một nút like này, một đăng ký và bật chuông thông báo lên để nhận video sớm nhất từ team của mình. Ok, cảm ơn rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi video này. Nếu thấy hay và có hữu ích thì hãy để lại một like và chia sẻ cho những bạn, những anh em mà cần đến video này nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp anh em trong những video tiếp theo.